Xin chào các bạn. Ở bài hướng dẫn trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách móc đế giày dành cho bé từ 0 đến 6 tháng tuổi như thế này. Và tại bài hướng dẫn này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc lên phần thành của giày để chúng ta hoàn thiện một sản phẩm. Cách móc này thì cũng rất đơn giản thôi và chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau đây. Các bạn có thể thấy đây là mũi mà mình đã kết hàng. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ mũi bên cạnh mũi kết là mũi này. Các bạn ở hàng đầu tiên của thành giày thì chúng ta sẽ móc tại nửa chân mũi ở phía bên ngoài. Tức là chúng ta sẽ xỏ kim qua nửa chân mũi như thế này. Sau đó các bạn lấy lên một sợi len. Tiếp tục lấy lên 3 mũi bính. Sau đấy với mỗi chân mũi tiếp theo thì mỗi chân mũi các bạn sẽ tiến hành móc một mũi kép. Và đều thực hiện ở nửa chân mũi ở phía ngoài. Mỗi chân mũi các bạn thực hiện một mũi kép. Và các bạn vẫn lưu ý như mọi lần rằng chúng ta sẽ để phần len thừa sát phần chân mũi. Và khi móc thì chúng ta sẽ móc đè qua cả sợi len thừa để giấu len đi như thế này. Sở dĩ chúng ta móc nửa chân mũi ở phía ngoài để sản phẩm có thể có độ đứng dáng như thế này. Các bạn có thể thấy ở đây sẽ xuất hiện một đường gân như thế này, giúp sản phẩm của chúng ta đẹp hơn. Các bạn cứ thực hiện mỗi chân mũi một mũi kép như vậy cho tới hết vòng. Và lưu ý là chúng ta sẽ thực hiện ở nửa chân mũi phía bên ngoài. Sau khi móc đến cuối hàng, các bạn tiến hành kết mũi tại mũi bính thứ 3 của 3 mũi bính mà chúng ta đã lấy lên ở đầu hàng. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong được một hàng như thế này. Tại hàng thứ hai, các bạn tiếp tục lấy lên 3 mũi bính. Sau đấy, đối với mỗi chân mũi, các bạn thực hiện tương tự hàng 1 là mỗi chân mũi chúng ta sẽ móc một mũi kép. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không thực hiện ở nửa mũi nữa mà sẽ thực hiện qua cả chân mũi như thế này. Với mỗi chân mũi, các bạn sẽ móc lên một mũi kép. Các bạn cứ thực hiện tương tự như vậy cho tới cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng, các bạn tiến hành kết mũi tương tự vòng 1 là chúng ta sẽ kết mũi tại chân mũi bính thứ 3 của 3 mũi bính mà chúng ta đã lấy lên ở đầu hàng. Các bạn đã thực hiện xong vòng thứ 2. Tại vòng thứ 3, các bạn tiến hành móc như sau. Chúng ta lấy lên 3 mũi bính. Sau đó, các bạn thực hiện tiếp 19 mũi kép. 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Sau khi móc được 19 mũi, các bạn sẽ tiến hành móc tiếp như sau. Tại hai mũi tiếp theo, các bạn sẽ tiến hành giảm mũi, tức là hai mũi kép sẽ thành một mũi. Chúng ta tiến hành làm như sau. Các bạn móc một sợi len, xỏ kim qua chân mũi, kéo lên một sợi len, tiếp tục kéo len qua hai mũi đầu tiên. Sau đấy chúng ta lại thực hiện tiếp vào mũi sau như vậy, tức là chúng ta lại cuốn một sợi len, xỏ kim vào chân tiếp theo, lấy lên một sợi len, móc len qua hai mũi đầu tiên. Như vậy các bạn có thể thấy chúng ta được hai mũi như thế này. Và để chập lại thành một thì chúng ta chỉ việc kéo len qua cả ba mũi chân kim là các bạn đã chập được hai mũi. Tiếp theo, các bạn lại tiến hành một mũi kép. Sau đấy, các bạn lại tạo hai mũi chập. Một mũi kép. Hai mũi chập. Một mũi kép. Tại mũi tiếp theo, các bạn sẽ thực hiện 3 mũi kép chập 1. 1 2 3 Chúng ta đã chập được 3 mũi như thế này. Tiếp theo, các bạn lại thực hiện một mũi kép. Hai mũi chập. Một mũi kép. Hai mũi chập. Tiếp theo, các bạn thực hiện tiếp một mũi kép. Sau đó là hai mũi chập. Cuối cùng, các bạn thực hiện mỗi chân mũi còn lại một mũi kép cho đến hết hàng. Đến chân mũi cuối cùng này thì các bạn móc nốt một mũi kép vào chân mũi cuối
và chúng ta tiến hành kết mũi. Các bạn đã thực hiện xong hàng thứ 3. Ở hàng tiếp theo và cũng là hàng cuối cùng, chúng ta sẽ tiến hành thực hiện như sau. Các bạn lấy lên 3 mũi bính. Sau đấy thực hiện 2 mũi kép chập 1. Tương tự như ở hàng dưới. 1 2. Và chúng ta đã được 2 mũi kép chập là 1. Tại 14 mũi tiếp theo, các bạn móc 1 mũi kép trên 1 chân mũi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Chúng ta lại tiếp tục thực hiện 2 mũi kép chập 1 3 lần, tức là chúng ta sẽ chập mũi từ 6 mũi còn 3 mũi. Các bạn tiến hành làm như sau. 1 2 3 4 5 6 Tại 3 mũi tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện 3 mũi kép chập 1. 1 2 3 Chúng ta lại thực hiện tiếp 3 mũi chập, tức là sẽ chập 6 mũi thành 3 mũi, tương tự như ở phía bên này. Một, hai, chập, ba, bốn, chập, năm, sáu, chập. Tiếp theo, các bạn lại thực hiện 14 mũi kép. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện 2 mũi kép chập 1 1 2 chập 1. Với các mũi còn lại, chúng ta sẽ tiến hành móc các mũi kép trên một chân. Và tiến hành kết mũi.
Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong đầu một chiếc giày như thế này. Các bạn cắt dây, chốt mũi và chúng ta có thể trang trí thêm ở phần đỉnh này tùy thích để làm đẹp hơn cho sản phẩm của chúng ta. Đây là một cách móc cơ bản nhất mà mình hướng dẫn cho các bạn. Từ cách móc này thì các bạn có thể phát triển thêm để chúng ta có được những sản phẩm đẹp hơn. Để giúp giày có thể giữ được ở chân em bé không bị tuột thì chúng ta có thể tiến hành móc thêm một dải dây ở phía bên vòng qua từ bên này sang bên kia của thành giày để cố định giày ở chân em bé. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một trong những cách làm như sau. Các bạn có thể thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Chúng ta sẽ đầu tiên từ mũi này chúng ta sẽ tiến hành 8 mũi trượt. Mũi trượt tức là các bạn xỏ kim qua chân mũi, móc lên một sợi len, tiếp tục kéo len qua mũi chân kim, chúng ta được một mũi. Móc lên một sợi len, kéo len qua mũi chân kim, 2 mũi, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó chúng ta tiếp tục móc tiếp như sau. Các bạn lấy lên 20 mũi bính. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sau đấy các bạn móc tiếp như sau. Chúng ta tiếp tục lấy lên 3 mũi bính. Móc một mũi kép vào chân mũi thứ tư từ mũi chân kim, tức là mũi bính thứ 20. Sau đó tiếp tục lấy lên một mũi bính. Cách một mũi, móc tiếp một mũi kép vào mũi tiếp theo. Lại lấy lên một mũi bính. Cách một mũi, móc tiếp vào mũi tiếp theo. Các bạn cứ làm tương tự như vậy cho tới mũi cuối của hàng. Sau khi thực hiện đến cuối hàng như thế này, các bạn tiếp tục móc như sau. Từ chân mũi bắt đầu này, các bạn cách ra một mũi, móc tiếp vào chân mũi tiếp theo. Cũng thực hiện mũi trượt. Sau đó, các bạn thực hiện mũi trượt cho tới hết vòng. Sau khi móc đến hết hàng thì các bạn thực hiện kết mũi để chúng ta kết thúc sản phẩm. Các bạn có thể dùng kim khâu len để giấu mũi vào bên trong, giấu sợi len thừa này vào phía bên trong của sản phẩm. Các bạn đính thêm một chiếc cúc ở mặt bên này của sản phẩm để chúng ta giúp cố định lại sợi dây giữ cổ chân này. Sở dĩ mình móc sợi dải dây này là các mũi kép cách nhau bởi một mũi bính để tạo các khoảng trống giữa các mũi. Chúng có tác dụng như là các lỗ khuyết để các bạn đưa qua cúc như thế này. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong sản phẩm. Chúc các bạn thành công!